xa đầu cái chung đám mà mơ đường làm quen ơi họ làm quen tóc em chai da em đen nhưng tâm hồn em trắng thương ấm em chỉ có tấc lòng thương em anh đừng để già bưởi bồng hàng cao bụi chuối hàng cao tảng sáng đi đâu mà săn sái dữ vậy chú Sáu? À, lên Sài Gòn thăm má con hai hợi. Vậy hả? Hèn chi ăn diện bảnh tỏn quá, y như ăn dỗ, ăn đám cưới vậy á. Kiểu này đó ngang là lên trển vài bữa, chú đem về trình diện một thím Sáu mới. Cáu cành phải không? Đồ quỷ à. Chọc tao cái giọng đó, có ngày thím Sáu bày bà cạo trọc đầu tao à. À, thằng Sáu Xệ, mày đi Sài Gòn đấy không? Đó, Dưỡng Chính Bắc tin đâu hay vậy? Hồi hôm tao đi tập văn nghệ cho sắp nhỏ đó, chuẩn bị tháng tới nè, dự hội thi tiếng hát xuống đồng. Dạ. Yeah. Nghe tụi nó nói bay lên Sài Gòn thăm con Năm. Dạ, lâu quá chị em không có gặp nhau, cũng nhớ. Nhớ người ta mà liệu người ta có thèm nhớ tới mình không? Mắc chi lặn lội đi thăm cho nó cực xác. Dầu gì cũng là ruột thịt à. Chấp nhất quá không nên đâu Dưỡng Chính ơi. Tao không có chấp con Năm, mà tao chấp con Hợi á. Nghĩ coi, con Năm nó gửi nó cho bay nuôi từ nhỏ cho tới lớn. Vậy mà mấy năm nay lên trển rồi á, có thấy nó giác mặt về thăm bay trả hiếu trả thảo lần nào đâu. Nó không có về chứ nó có viết thơ. Nó viết thơ cho tôi hoài á chứ. Tại chị Năm tôi sợ nó con gái đi xa một mình không tiện. À thôi tôi đi Dưỡng Chính, nắng lên mút ngọn ngủ u rồi kìa. Khoan. Dạ. Mà nói gì thì nói, dạ. Mày cũng cho tao gửi lời thăm má con Hợi. Dạ. Dạ. Nhớ về kịp con cái hội thi nha. Dạ. Ủa, chú Sáu? Chú Sáu đi đâu đó chú Sáu? Ra Lỗ Cái đón xe lên Sài Gòn. Đây ra Lỗ Cái còn xa cả cây số á. Chú lên ngồi đỡ xe máy cài nè, con cho quá gian. Thôi sao quyền bỏ mày quá à. Không có sao đâu, tiện đường con đi mà. Vậy em? Dạ. Từ tỏ, chạy sắp quá, tao bắt quay mà nó. Chú Sáu, chú Sáu lên Sài Gòn kiếm mối bán heo hay đi chơi khơi khơi vậy chú Sáu? Ơi, quẩn đâu đi chơi khơi khơi mày. Có điều không phải tao đi kiếm mối bán heo mà tao đi thăm heo. Chú Sáu giỡn chơi vậy chú Sáu? Thiệt á chứ, tao hỏi mày nè, tao đi thăm má con hai Hợi. Hợi là heo, vậy không phải tao đi thăm heo rồi thăm mấy giống gì. Cái thằng cù lầm lửa. Chứ sao mắc cười. Để con giúp đỡ chú ra đón xe đò tốc hành nha. Ồ, làm cỡ thằng tỏ mày quá à. Ôi trời ơi, con chút đỉnh à. Được phụ tay phụ chân chú là con nghe nó vui trong bụng lắm á. Còn tao thấy mày tử tế như vậy tao đâm lo à. Ủa, lo cái gì chú Sáu? Thì lo cái câu à, có quan có lại mới tại lòng nhau đó. Coi á, con có đòi hỏi gì chú đâu nè. Thiệt không á, thiệt không đòi hỏi không á. Dạ, chắc không chừng thiệt á chú Sáu. Thiệt à, không thiệt thì mày hô phước một tiếng đi. Đàn ông con trai à phải dứt khoát mạnh dạn, đừng có lương ương con gái nó cười. Dạ, mấy cổ cười con hoài, riết quen. Thằng thiệt tình,
vậy mà không biết sao con hợi nó lại hạp nhãn mới là lạ. Ê, trời ơi, đừng nói vậy cô hai nghe được, cô buồn con chết á. Thôi thôi giả ngộ hoài à. Hồi con hỏi nó còn ở dưới này, hai đứa lén tao hẹn gặp lu bù xì có không? Có đâu, đâu có lu bù xì gì đâu. Mỗi tuần giỏi lắm chừng 5-3 bận. Trời ơi, vậy mà còn chơi ít hả? Nè, tao hỏi thiệt nha, tao lên trển có nhắn gửi gì không? Tao tình nguyện mận liên lạc không lấy tiền, gọi là đền ơn cho ngồi xe máy cài quá gian thôi mày. Dạ, thì nhân tiện sao chú cho con gửi lời thăm thiếm năm với cô hai phát tài mạnh giỏi vậy thôi phải không? Dạ thôi vậy thôi, không còn cái gì nữa. Dạ không không, mà tao đi à. À dạ còn cái này. Ủa đơn từ mà thưa gửi ai đây vậy? Hả? Không phải đơn gì, thơ. Thơ thơ mày đem ra bỏ bưu điện mày đưa tao một chi? Dạ nhờ chú đưa cho cô hai hỏi á. Biết tôi đi Sài Gòn mới viết thơ thủ sẵn mà nãy giờ làm bộ tóc kín cái lũng đầu giờ à. Đưa đây, xe tới rồi kìa. Dạ chú Sáu ơi, nhớ lén đưa riêng cho cô hai thôi, đừng để lọt vô tay thím năm. Trời ơi bể dĩa con ơi chú Sáu. Ra 90 nè, chạy lẹ lắm. Em lấy bằng giá xích lô thôi à. Ê, tao mời chú hai trước mày. Ê, tao trước nha mày. Này, không ai trước hết á. Trả cái vỏ lại đây, tôi đi bộ à. Trời ơi, đi bộ mỏi cẳng lắm chú hai. Hay kệ tôi, cẳng tôi chịu trách nhiệm. Chú hai, để em đưa chú hai đi mà chú hai. Tôi nói tôi đi bộ. Cha già kêu. Ông già khiếu trọ. Có nhớ, nhớ không em ngày đó ta quen. Anh ngồi xe chè, em đứng ăn kem, ngó nhau thầm hỏi, rồi ai chi tiền? Chờ hoài mà sao hai đứa vẫn lặng yên. Ngắm ra mới biết tiền không có tình. Cậu hả? Ê, trời ơi trời ơi, trời ơi, ở đâu mà xuất hiện ra cái hết hồn vậy? Trúng gió hay đau bụng mà rên dữ hả? Tao hát chứ rên rồi nào. Hát hả? Ừ. Hát sao không đứng cho thẳng thơm, mắt gì uông eo hoàng hoại, ngó giống hình như đuôi thằng lằn rụng hả? Ca nhạc trữ tình mà đứng ngay đơ cán cuốc làm sao ăn tiền? Phải nhập thần nè, dặn mình dặn mẩy vậy nè mới hốt hồn được thiên hạ biết chưa? Trời ơi, ca hát cho người ta nghe để người ta hứng khởi, cũng để cho người ta nó sảng khoái tâm hồn. Bộ lên đồng lên cốt sao mà tính hốt hồn thiên hạ? Ta mệt quá đi, mệt quá đi. Mệt gì? Gia tai ngang mà đi tranh cãi với người làm nghệ thuật chính thống, nghe sao chói lỗ tai quá à. Thôi, xe ra. Để cho tôi luyện giọng coi, xe ra. Thôi khỏi luyện nữa, giọng cậu em vậy là vừa chính tới đủ xài rồi. Luyện hơi nữa coi chừng nó khê à. Nè, cảm phiền ngơi chút xíu cho qua hỏi cái đã. Muốn hỏi tâm ta mà nói giọng móc họng gì đó hả? Hỏi gì hỏi đi. À, chẳng hay đây có phải là nhà của má con hai hợi không? Hỏi hợi hả? Ừ. Hỏi hợi thì làm ơn quá bộ xuống trại nuôi heo đi. Nà. Còn ở đây là biệt thự Hoa Hồng, tư gia của nữ danh ca Hoa Tulip. Chỉ có mấy con chó bẹt xê giữ nhà thôi à, chứ không có hợi nào ở đây hết trơn cội. Đó, thấy chưa? Đó, mới nhắc nó lên tiếng rồi, nó thấy chưa? Nó nghe cái hơi của cậu quen nó mà. Ôi cha ơi, chắc mẹ con nó bán nhà dọn đi nơi khác à. Chứ qua nhớ rõ mà. Đi ra bến xe bỏ 14 cây cột đèn, quẹo 3 cái cua, vô căn thứ 4 hẻm thứ 6, không có trật được rồi. Ừ, giờ không trật hay không? Không trật thì xin mời vô. Bước vô, đó vô đi, đó vô cho chó bẹt xe táp chơi. Đó vô đi. Ngu tao dẫn mặt với chó. Thôi chào cậu em á. Ờ khỏi chào. Đi liền giùm đi, cảm ơn à. Hả? Cậu cậu Sáu cậu Kè phải không? Ủa, cô hai là ai mà biết qua hả? Để tôi long trọng giới thiệu. Đây, nữ danh ca Hoa Tulip, ngôi sao sáng của sân khấu ca nhạc Sài Gòn. Cậu này có chút xíu mà nhiều chuyện quá. Ủa,
mà ngôi sao sáng lâu nay qua ở dưới quê làm sao có hân hạnh quen biết nữ danh ca qua tu hít. Trời đất ơi, trời ơi, trời ơi, qua tu liếp ông ơi, còn tu hít đó để dành cho công an, dân phòng, dân ca nhạc không có cần mấy cái thứ đó. Cậu Sáu quên con thiệt rồi sao? Con hỡi đi mà. Hả? Hỡi hả? Dạ, hỡi ốc tiêu nè. Mèn ơi, bây giờ bay vậy đó hả hỡi? Ô cha ơi, không gặp có mấy năm mà nó phát lớn đại nhìn không có ra. Kiểu này mày trở thành hỡi ốc, ốc gì á chứ đâu còn ốc tiêu nữa. Hỡi ốc voi á. Ê, cho một chỏ vô bụng trước voi, chỗ quê hả? Trời, chứ ai biểu có cái tên cúng cơm muốn giấu biệt kìa. Nhiều chuyện. Vô nhà đi cậu Sáu, đi đường xa mệt cậu nghỉ chưa khỏe rồi nói chuyện sau ha. Ê, sẽ phụ đồ của Sáu bồ. Coi chừng cho nó nghe bay. Cho cái gì, cho kiện đâu ông ơi. Sủa y xèo vậy chứ không có cắn ai đâu. Trời ơi, chết tôi. Anh Tám. Dạ. Chuyện mình tính đó. Dạ. Anh Tám nó ráng tiến hành khẩn trương nha. Dạ, yên chi. Tám tôi vô ta tôi lãnh mối đưa khách Việt Kiều mà. Không lẽ ông tuyển được một ứng cử viên ngon lành cho chị sao? Nè anh Tám ơi. Hả? Không phải cho bà Năm đâu mà cho con qua tulip đó. À thì cho bà Năm làm rể, còn cho con qua tulip làm chồng. Trời ơi. Nè. Không hiểu gì hết à. Đâu đó cho nó rành rẽ nha. Dạ. Không có người ta hiểu lầm mới chết tôi à. Ồ gì chết chị ơi. Chị cũng còn sưng mơn mởn à. Để lo chồng cho con qua tulip xong rồi đó, cái tôi lo tiếp tới chị nha. Quỷ nè. Trời ơi, cỡ tôi à, chỉ còn có nước là vô cửa hàng đồ cổ. Trời ơi, đồ cổ nó mới cao giá chứ bà Năm. Mình già thì kiếm gì kiểu già. Thôi, ớn chồng lắm. Ớn gì? Nói mấy người đừng có cười chứ tôi bây giờ chỉ có tiền ở trong tay, đếm hoài là đủ thấy thoải mái à. Vậy là chị giống tôi rồi đó nghe. Hay là mình sáp vô nói đoạn tình cuối đi. Không chừng ngon cơm mà chị. Ê. Hả? Đừng có thừa gió bẻ măng à. Tôi đã nói à, tôi ớn chồng rồi. Trời ơi, ớn gì, giả bộ mà làm màu à. Giỡn cho vui chứ tôi cũng ớn vợ quá à, chị ơi. À là gà trống nuôi con vậy mà nó đỡ nhức đầu hơn. Trời ơi, lái xe mà ham già chuyện quá. Không lo ngó đường nhớ cha. Xin lỗi à. Xuống bà Nam. Vô nhà uống miếng nước anh Tám. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, thôi để chi khác nha. Tôi còn phải trở ra sân bay đón khách quen nữa. Dạ. Nè, chuyện tôi nhờ anh cuối tháng phải dứt điểm nè. Dạ, gấp vậy hả chị? Trời ơi, thì bà Năm là bầu xô. À. Ai hợp tác với bà Năm đều phải chạy xô hết á. Dạ. Anh Tám. Dạ, có tôi. Anh thông cảm nha. Dạ. Làm ăn mà yếu vốn mà cạnh tranh không có lợi người ta đâu. Tôi biết chứ. Cho con qua clip với chồng Việt Kiều rồi á, là tôi trải đô la. Tôi gom hết ngôi sao lớn, ngôi sao nhỏ gì, tôi giữ độc quyền. Dạ. Quanh sẽ láng một chiều là bao nhiêu đối thủ tôi quét sạch hết rồi. Dạ. Có chừng té rồi bà Năm. Trời ơi, té rồi còn coi chừng gì trời, nữa. Bởi vậy. À thôi cậu Sáu mới lên. Cậu Hai mới gì à? Đợi chị hỏi tôi dám ngủ được một giấc. À, làm ơn mở tủ lạnh đi Coca-Cola. Mời cậu Sáu tôi uống đi. Dạ, la. Hai bay ơi, bay hát sướng mới cần ca cần la, còn tao trà đá được rồi bay. Dạ đá. Trời ơi sao nhiều chuyện quá, tránh ra đi. Tội nghiệp quá cậu ơi, Coca là tên một thứ nước giải khát cũng như là siro xá xị gì đó. Đâu lẹ lên chị Út. Dạ. Dạ cậu uống thử một lon cho biết mùi ngang. Cái cậu này đứng thế cô này thấy dễ thương ghê. Dạ, xứng ghê lắm ăn nói vậy đó. Ê, ủa uống lon chứ không có ly hả? Dạ uống ly lỡ rớt bể tốn tiền. Dạ, uống vậy cái mình bán lon kiếm chút cháo tiện lợi dẫu à ha. Ủa sao vậy? Sao không có được đâu mày ơi, chắc ngầm mà cay xè khó nuốt quá. Dạ chắc cậu không quen á, để con đổi thứ khác nha. Dạ lấy ly mẫu nát nha cậu Hai. Cậu hả? Còn lon Coca cậu vui lòng chuyển qua đây bỏ uổng. Em mà chịu khó uống giùm á, có người chầu sẵn vậy đỡ quá. Dạ không có chi đâu, bổn phận con cháu mà. Dạ mẫu nát đây. Dạ mời cậu Sáu. Ừ. Cái gì nữa vậy? Gì nữa? Sao vậy cậu? Cái này cũng cay nồng xe cái lỗ mũi à. Thôi chịu thua. Thua hả? Vậy giải tiếp qua cho con. Sáng giờ tập ca khô rang cổ họng à.
cỡ một kết á con cũng dám bao thầu luôn lắm á. Cậu nghe mình lanh lợi thiệt á. Dạ lanh lắm, quá lanh. Hỡi ơi chồng mày đó hả? Ê, trời ơi chồng đâu mà xấu mà lùn tịt với cậu. anh Háo, bạn đồng nghiệp của con đó. Háo à? Mà háo gì? Giáo đầu tuần rồi thấy hình như háo uống. Dạ không, háo bị đi đó. Ê đến đây xẻo lô giỡn mặt phải không? Người của nhà bếp không có nên lộn xộn trên này. Trời ơi kệ tôi, giờ mới thay kìa, ù như cái thùng phi thì ghét. Cậu ở trong giới nghệ sĩ á, người ta kêu con á là nam danh ca hoa lây dên. Con gái thì lót tên hoa đã đành, con trai của mày đặt hoa giống in như bóng lại cây. Cậu Sáu không biết chứ cây đinh cho ban nhạc bóp crop của con đó. Thiếu ảnh á kể như què. Bay nói ban nhạc đứng không được á. Bay bóp cái gì? Bóp rock, bóp crop. Bóp róc bóp riêng gì cũng đặng, đừng bóp bậy ở tù à nghe. Đâu bóp róc làm sao đâu, bay bóp tao coi. Dạ có ngay. Nghe bóp róc là cậu lên tinh thần liền. Vậy hả? À nè, mình chơi bản I want today my darling đi bộ. Chơi luôn, tới luôn. I want gì đó là sao hỏi? Dạ nghĩ là tôi muốn chết người yêu ơi. Muốn gì kỳ cục nè, hết chuyện sao muốn chết hả? Đó là mình hù cho người yêu mình sợ chơi thôi. Điên sao chết thiệt. Qua clip vậy vô chơi liền. Tôi muốn chết người yêu ơi. Tôi muốn chết người yêu ơi. Đừng tiếc buồn giọt lệ rơi. Sau khi chết hồn lên trời. Là cuộc đời ta thánh thời. Là cuộc đời ta thánh thời. Tôi muốn chết người yêu ơi. Tôi muốn chết người yêu ơi. Vì kiếp này chẳng đẹp đôi. Vì kiếp này chẳng đẹp đôi. Anh chỉ sống mà xa rời. Anh chỉ sống mà xa rời. Hãy chờ nơi cõi mơ. Tôi muốn chết người yêu ơi. Hai bao nhiêu đó đủ rồi. Tụi bay giật một hồi người chết chắc là tao quá. Con đoạn kết ác liền lắm cậu ơi. Rồi, cậu nghe nghe không? Chết luôn á, bản nhạc chơi đủ á. Cậu nghe không cậu? Nghe con nghe nha. Đua xe chết theo xe. Hút xì ke chết dĩa hè. Trời ơi, tao đã biểu thôi, bay hát kiểu này xuống dưới tao là người ta đuổi chạy không có kịp mà nghe. Đạn súng mà. Đuổi ngay. Trời ơi, tiết mục này khán giả không có chịu. Trám vô liền tiết mục khác. Mua đi con, lâm ba da đi con, lâm ba da. Nên, không phải luôn sủa đâu. Đó, cái gì mà ào ào vậy chị Năm? Tôi lên thăm chị nè chị Năm. Thấy rồi, biết rồi. Nhưng cái chuyện gia đình để đó tính sao? Đang giờ làm nghệ thuật mà. Hoa clip. Dạ. Hoa là dên. Dạ. Hai đứa nghe mới dặn. Khi đứng trên sân khấu. Khi đứng trên sân khấu mình phải coi khán giả là cha mẹ. Vì khán giả là người nuôi mình, đem tiền tài cho tụi mình. Đó đà. Cho nên hãy thấy khán giả mà không có ưa giật xuân á, là mình lập tức say qua mâm bố cha cha cha. Chết chết chùm chết chùm chùm chúp. Chết chết chùm chết chùm chùm chúp. Má ơi có chùm chết chùm chết. Qua bên miếng xưa lá hoa về chiều. Thôi không mấy thì mình chơi nhạc dân tộc đi. Bằng lòng đi em, anh về quê anh dịu hiền. Trời ghê quá à. Có dòng sông nước chảy liêu riêu. Anh thấy em nhỏ xíu mặn mà anh thương. Thôi sao đâm quá vậy đâm ơi. Vậy không à. Má à, như cậu Sáu chơi bài Tôi muốn chết người yêu ơi thì mình đổi bài gì? Thì bài Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Thấy không? Quay gấp qua 180 độ. Kỳ lắm đó ơi. Trời ơi, chị Năm ơi, chị làm tôi tưởng như là từ trên trời tôi rớt xuống vậy đó. Ây giờ ơi, ngày nào cắt cỏ chăn vịt lên Sài Gòn mua bán rồi làm thợ thiêu thợ may. Bây giờ ai xui ai khiến mà. Ui, mua bán lỗ hoài cục vốn. Mai thiêu lèn xèn cũng khó kiếm đủ hai bữa cơm. Sẵn có máu văn nghệ, chị lập đại nhóm ca múa nhạc tập kỹ. Trời ơi, cậu Sáu biết không? Má con bao sân nè, vừa làm trưởng đoàn, vừa chỉ đạo nghệ thuật.
tài vụ thủ quỹ cũng kim luôn. Bữa nào mà kẹt quá hả, má Năm nhảy lên diễn kịch đơn ca tấu hài nữa. Đúng trời, má Năm tấu hài vui lắm nha, không ai cười. Vô kia mày, bán ve gác cửa, chạy mấy đèn rau quảng cáo, tổng khẩu cũng chỉ hết trơn á. Rồi biết rồi, vậy chắc đàn này ném gì đàn sống giang đây. Sống giang là sáng dông đó hả? Ừ. Ồ không dám đâu, đàn chị hãy thấy hổng êm giảng hát là dông liền, khỏi đợi tới sáng. Trời ơi đợi sáng à, khán giả chận xe đòi tiền lại lấy đâu trả, chạy dạ, muốn chết luôn á. Lẹ chân lẹ cẳng vậy mà xém bị hốt mấy lần đó cậu Sáu ơi. Ờ gì hốt, hát sướng hay khen là dở chê, tội lệ gì mà hốt. Thì hát chui, giấy tờ cũng chui. Trời ơi chưa ở tù là may lắm á. Ê nín đi. Ê thì con nói thiệt. Thôi miệng ông mắm mà muối xui nha mày. Nè mấy đứa mau xuống nhà bếp phụ con Út Quén làm cơm đi. Bữa nay tao chiêu đãi cậu Sáu roti hai con gà nha. Trời. Dạ có sẵn cặp gà cậu Sáu đem lên cho nè. Thôi đừng có làm tài lanh, tao thấy rồi. Ở con mình sáng nhiều chuyện ghê, nhìn mặt tao khó ưa ghê. Sao ngồi đó vậy à, anh Tỏ? À, thì tại vì máy cày nó giật quá. Rêm mình quá, nghỉ xả hơi một bữa. Ờ, tôi sao tự nhiên ngày sáng dậy cũng nghe khó ở, không đi mần nữa. Khi thả liêu biêu đi ngang qua đây nè, không về gặp anh chứ. Hên thiệt á. Hên gì? Tôi nghĩ, cô nghĩ mất tôi hai ngày công lao động hơn gì. Chèm ơi, đầu tắt mặt tối quanh năm không đủ sao? Anh còn tiếc từng ngày, cực khổ nhiều rồi, phải giải trí chút đỉnh chứ. Thì nãy giờ tôi ngồi đây coi cá nó đớp bóng cũng thấy vui vui rồi. Chèm ơi, giải trí như vậy đó hả? Anh mần ra tiền chi không dám xài. Cũng xài chứ, nhưng cái nào đáng thì mới xài, không đáng thì thôi, nhịn. Thân mồ côi một cút mồ cô, phải chắc mót dành dụm chứ. Đặng mới mốt cưới vợ chứ gì. Biết rồi. Cha, cười tỏn tẻn vậy là trúng tủ rồi. Chứ không lẽ cô muốn tôi sống cu kia tới già ha? Ai muốn bất nhân vậy. Có điều. Có điều. Điều gì? Hỏi thiệt nha, anh đã chấm chỗ nào chưa vậy? Ôi trời ơi, ông trời ông đưa đẩy biết đâu chấm. Mình chấm đường này cái ổng xô đi đường nọ, coi như trất quốc. Ví dụ tôi giới thiệu anh người, anh có ưng không dạ? Biết ai mà cô biểu tôi ưng. Thì nhỏ, con nhỏ ở con Thình ở đằng xóm lách á. Ý trời ơi, cô Thình xóm lách cặp đôi với thằng Tân xóm xình. Trời ơi, tôi rớ vô nó cho ăn cái cán rửa ghê. Không 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 ấy, con ngọ sắm bưng nha. Cô ngọ sắp về làm dâu nhà bà Út Trần rồi,
lạng hoạng bà chửi chưa tắt bếp. Hai con trăm vườn xoài chịu trời ơi, nhà bồn sơn thờ mộc mà chịu hả? Nó đục cho ba cái mỏ ác luôn á, ghê. Cha, con gái xứ mình sao nôn lấy chồng quá à? Dòm đi dòm lại khi không còn đứa nào ở không, lủi đuổi vậy đó mà sao mắc cười ghê, chỉ còn con mình ơn tôi à, mắc cười thiệt. Nghe nói cậu ba chợ nhỏ ngày nào cũng chạy xe cúp vô đây đeo cô sát nhiếp mà. Đeo thèm biết sao không, dân ăn chơi á tuống quá hả. Vậy hả? Vậy có Mùi tính chọn ai? Chồng Mùi á hả? Ừ, tiêu chuẩn á là phải chăm chỉ mần ăn nè, tánh nết đàng hoàng nè, đừng có già qué mà cũng đừng có sữa qué. Ôi trời ơi, mấy cô đôi khi mới có người sữa này sữa nọ cho dễ coi, chứ được rửa tụi tôi mà sữa gì. Không phải, thiền ơi, sữa đây có nghĩa là còn choi choi á, chưa có mọc râu á mà. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy là không phải tôi. Trời ơi, được cỡ anh á, kể như là tu chính kiếp luôn á. Quỷ thần ơi, coi đó, mất hồn. Tao biểu bay kiếm thằng Tỏ ra bàn tính cái chuyện hội thi tiếng hát xuống đồng. Đâu có biểu bay ra đây đá lông nheo. Chú Chính này thiệt, con đá lông nheo hồi nào đâu, con xả dao đặng mà cậy ảnh gọt đẻo giọng ca giùm chứ. Ê, trời đất quỷ thần ơi, tôi ca chưa biết im chưa chứ gọt đẻo cô sao sẽ. Thì mày cứ ca cho nó sao y bổng chánh, giọng mày ăn chắc rồi, bổ sung thêm con Mùi vô nữa, ừ ấp bốn mình kể như trùm phán ăn. Hồi hôm á họp ban văn nghệ xã, cái ông Chính đăng ký tên anh, tên tôi đại diện cho ấp bốn rồi đó. Hát cổ động phong trào giúp vui bà con, tôi đâu có ngại gì đâu. Nhưng mà tôi biết rồi, vậy là anh chê tôi đom đóm đèn dầu chứ gì, không xứng đứng bên cạnh ngôi sao chứ gì. Ê, bậy ơi, bậy đi. Trời ơi, cô đom đóm đèn dầu thì tôi bất quá như cái cây rọi soi ếch, còn lâu mới ngôi sao. Thiệt tình. Ôi, ngôi sao đèn dầu gì thì hai đứa cũng phải dự thi hết á. Mà thi á thì phải bợ về cho tao cái huy chương vàng. Mày có chịu yểm hộ cho con Mùi không? Nói đại đi, tao tính. Thì ông Chính với cô Mùi yêu cầu vậy, không lẽ tôi lắc đầu? Vậy hả? Tưởng anh lắc đầu chứ. Vậy là nhận lời hen. Bây giờ á, bắt tay cái làm tin đi hen. Thưởng anh trước. Thưởng anh trước. Trời ơi, trời ơi, quỷ thần ơi, nó thưởng một cái tá quả tâm tinh thằng nhỏ hết trơn á trời. Nè, cô Mùi à, thưởng cái kiểu đó là tôi không đồng ý nha. Thưởng cái kiểu đó là mất văn hóa nha cô Mùi. Cậu ba vô duyên quá, chứ đeo đuôi rình rập nghe lén chuyện người ta, có văn hóa không vậy cậu ba chạy nhỏ? Thương quá, thành thử ra cậu ba mới đeo đuôi, không cảm động còn bắt bẻ nữa. Cô Mùi, cô Mùi có biết không, từ độ cậu ba gặp gỡ Mùi bên cõi đa xanh giường lan tím, mắt mỏi trông chờ hằng sâu vết chân chim. Mùi hãy nán lại đây nghe cậu ba trút cạn nỗi niềm tâm sự. Không dám đâu, em còn phải học bài. Không dám đâu, em còn phải đi cài. Ôi khổ ghê, về chọc phá tôi hoài. Không dám đâu, không dám đâu. Đến giờ rồi, trả bài thôi. Cha cậu ba này vô duyên ác. Không phải, mà Mùi nói nghe là nó chơi vậy thôi chứ. Thôi bây giờ Mùi chịu khó thưởng cậu ba chút xíu đi rồi ha. Đi thưởng cậu ba ăn miếng thôi rồi đi đâu đi nha ha. Vậy hả? Thưởng hả? Cái mắt cậu ba nhìn trừng trừng tôi vậy sao tôi thưởng? Nhắm con mắt lại. Nhắm mắt lại rồi lấy mắt đâu nhìn. Nhắm lại đi. Chèn ơi, cái mặt vậy mà cái bộ râu thế mà ghê. Nhắm lại nè, tôi thưởng nè. Ừ, để tôi ai mượn ông rồi rổ mặt cậu ba ráo trội rồi. Ủa, cậu Sáu dậy rồi hả? Còn sớm mà.
Dưới quê không có quen ngủ trưa. Mặt trời chưa mọc là hai con mắt đã mở tỉnh queo à. Bắt đầu lo kiếm chuyện này chuyện nọ mà ở không tay chân nó buồn bực lắm. Hồi ở dưới á, Út cũng vậy á. Nhưng mà từ hồi lên trên này á, cái đông sinh tật á, sáng cái cứ lăn qua, lăn lợi nướng cho đã. Cái vừa nướng vừa giấy, giấy trời mưa, khỏi quét sân. Cái giấy được mưa rồi cái cầu trời cho ai mời má Năm với cô Hai đi ăn cơm khách cho phức cho rồi khỏi đi chợ. Hèn chi mập thấy thương. Vậy sao Út không lo kiếm chồng, nhờ chồng nó nuôi, đi ở chi rồi mất công giấy trời mưa trời nắng vậy? Cậu, cái này cậu cho phép Út đính chánh đó nha. Ừ. Út đâu có đi ở đâu. Hả? Vậy chứ. Dạ, nấu cơm đi chợ chẳng qua là công việc tạm thời thôi hả? À. Còn cái mục tiêu mà sắp tới của Út quan trọng nhất á là được má Năm đào tạo thành một mầm non sân khấu. À, tính mần nghệ sĩ nhắm được không ạ? Sao không? Như cô Hai hỏi đó, cậu sao thấy không? Mấy năm trước hả? Cậu quê chích mồ luôn á. Vậy mà bây giờ là nữ danh ca qua tulip. Tới phiên Út thành tài hả? Út sẽ lấy biệt danh là gì? Hoa Trinh Nữ. Hoa Trinh Nữ hả? Bảo đảm Trinh Nữ không? Sợ không thành hoa mà thành củ nần củ chui gì đó, uổng cái công học nghề à. Đừng làm mất niềm tin chứ cậu sao. Má Năm má đánh giá ha là Út triển vọng tràn trề á. Vậy à? Để Út ca một bản cậu Sáu nghe thử nha. Bản này hợp với hoàn cảnh cậu Sáu với má Năm lắm á. Ca hả? Dạ. Ca nghe chơi. Dạ. Ủa gầm nắng dữ. Hà đi mây trôi lang thang cho hạ buồn coi coi đốt đồng để ngắm nguội chim nhớ lá rừng coi chừng té. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cầu tới gần biểu cầu ngồi mẹ nhổ tóc sâu hay vì em tóc nhuộm như nhau. Nhộm cái gì, tóc xịn chứ không phải nhộm đâu à. Đôi mắt câu buồn hiu. Thôi đi mày dở quá mà. Dẹp đi. Trời ơi dở ơi là dở. Rồi bào bầu chê tiêu rồi Út ơi. Cà hay tí một kìa kìa. Tiền trạm gì mà dở khẹt à. Có mấy cái bài hát mà dàn xếp không xong. Trời ơi thì bà Năm coi nè. Các thứ em đã lo liệu đủ hết. Người ta chỉ còn đòi có cái giấy phép không à. Hát chui mà giấy phép mẹ gì. Giấy phép là cái này nè. Thì em biết chứ bộ, em không biết sao. Nhưng mà em phải bẩm báo trước rồi em mới dám thực hành sao. Mỗi suất á, hình như mình phải chịu trà nước là 300 nghìn. Trời ơi, đó là họ đòi uống rượu Tây. Chứ còn trà nước cái giống gì mà 300 ngàn. Chắc có luôn phần của thầy ở trống không? Đâu có bà Năm. Em thề trên đầu cổ dòng họ nhà em. Thôi, em thề. Thôi, nghe thì thề hoài chai rồi. Thương lượng với người ta bớt phân nữa. Ok thì chung, còn no ok thì xù hết. Dạ, để em chạy thử coi làm sao. Ôi trời, trời. Bán vừa kỳ đà cản mũi có hơi lâu. Hey, dạ, bây giờ công chuyện xong rồi. Con xin phép đi mời cậu Sáu ra ăn sáng. Dạ. Ngồi yên đó. Để con Hoa Tulip nó đi mời. Mày ở đây trả lời cho tao. Cái vụ mà cái thằng Thái Dương á, nó kỳ kèo tới đâu rồi để tao còn xoay trở nữa. Dạ thì cát xê mỗi suất 3 triệu. Ăn ở sang nhất mình bao. Trời ơi. Vậy là hát được bao nhiêu là gom cho nó hết. Trời ơi, ảnh còn nói là phải A Văn trước 3 suất ảnh mới đi á. Bộ nó sợ tôi giật nó hay sao mà. Dạ không phải sợ giật. Mà ảnh nói tại má Năm hay ngắt déo. Trời ơi, thì lỗ lã. Tao mới ngắt déo xin lại chút đỉnh là lấy tiền để về đường chứ mày. Chà, nghe sao rối rắm quá chị Năm. Thiếu gì cách mần ăn bài đạt hát chui hát đuối chi. Đi chỗ này dằn chỗ kia xé. Rủi ro bị hố bị bắt khổ cái thân nữa. Sanh nghề tử nghiệp mà. Chú không biết chứ. Chỉ cần trúng một xô thôi là có 7-8 cây vàng bỏ túi rồi. Trật thì bán nhà hả? Nhà còn đâu nữa chú sợ tôi bán. Dạ má cầm nhà lấy tiền làm bầu xô rồi. Trời ơi. Gì kêu trời cậu Sáu. Hát xong một tour mùa nắng là má Năm sắm thêm 5-7 cái villa. Không cần nhà này nữa đâu. Chú sao biết không?
Chị làm nghệ thuật đây chẳng qua là vì tương lai của ông Hoa Tulip. Con hay hợi hả? Đừng có kêu hợi này hợi nọ tội nghiệp nó mà chú. Bây giờ nó đã là nữ hoàng bốp róc rồi, là thần tượng nhạc trẻ. Nó ra đường một cái như là ách tắc giao thông, người ta bu đen nghẹt à. Người ta bu là tại má thôi. Sao hả? Má bắt con ăn bận toàn những thứ ngắn ngủn mà ở chân lòi tay lum hết á. Hey, trời ơi, đừng có cằn nhằn mà. Ăn bận vậy cho má năm hoàng làm. Ê, quảng cáo. Như chuyện như thì, trời ơi, gặp tôi nó tôi mặt. Tôi có phải mì tôm một giặt đâu quảng cáo. Nhưng con là nghệ sĩ mà. Không, con có ham làm nghệ sĩ bao giờ đâu. Con lập băng nhạc là để chơi trong nhà trường. Khi không má lại bắt đưa con đi hát show. Má làm đúng sách vở đó con gái cưng à. Thời buổi kinh doanh mà, phát hiện ra tài năng là phải biết kịp thời khai thác. Thôi thôi được rồi, coi kìa, hôm qua lây dân mặt mày nó heo queo kìa. Dạ. Cho nó trám bụng cái gì đi, không thôi nó xỉu mất công chở đi cấp cứu nữa đó. Trời ơi. Sáng giờ á, cậu Sáu nói một câu nghe mát gan mát ruột dễ sợ. Tôi hiểu mà. Ốc ốc ốc, bữa nay cho Bitic Designer cái gì đây hả? À, bày chén bày dĩa coi sơm tụ ha mà chưa thấy bóng dáng cái menu đâu hết trơn rồi. Dạ có liền, có liền. Dạ sáng nay ha Út chuẩn bị cho cả nhà thưởng thức một món ốp la ăn liền. Hả? Ốp la ăn liền là sao? Dạ thì cũng như là mì ăn liền nè, cháo ăn liền, canh ăn liền vậy đó. Mà cái mấy cái đó người ta quảng cáo TV hoài á. Hồi hôm ha Út phát quy sáng kiến nè, Út chiên hột gà, gói bao ni lông, bỏ vào tủ lạnh. Bất cứ giờ phút nào má năm hô một tiếng là có sẵn, Út dọn ra ăn liền. Ê, trời ơi, trời ơi, mới nghe không là mắc ói. Ủa sao sao đâu ói vậy? Bộ sáng kiến ốp la ăn liền của Út không hấp dẫn hả? Sáng kiến của cô á, tối mắt của tôi. Ốp la ăn liền cô ráng tiêu thụ hết một mình đi, còn cả nhà vô thay đồ, tôi dẫn đi ăn hủ tiếu chợ cổ. Khoan hô má. Trời ơi, rồi sao mình tôi ăn hết. Anh Hảo, ở lại ăn với em. Trời ơi, tôi không dám đâu bà. Ủa, đi ăn sáng mà cậu Sáu xách vỏ theo chi vậy hả? Thì ăn xong mà tao dâm luôn ra bến xe tao về dưới. Đâu có được nè, chú lên chơi mới có mấy ngày, chị em chưa có tâm tình với nhau gì hết á. Nè, cho chú hay nha, chị sắp đưa cái đàn hát lưu diễn một tour từ miền Đông đổ xuống miền Tây, rồi từ miền Tây dọt thẳng ra miền Bắc, direct về miền Trung. Chú ở lại đi, rồi đi chơi biết đó biết đây mà. Ê, cậu hả? Coi như đi du lịch khỏi tốn tiền á, bỏ bà uổng lắm. Thôi, cảm ơn. Đi à bay lo hát xương cực khổ, tao ngồi không ăn báo, hồi tao không đi đâu. Thì cậu tham gia chương trình, má cậu ta dám nhảy ra sân khấu, không lẽ cậu dự thua hả? Chơi luôn. À đúng rồi đó. Trời ơi, cậu Sáu với má Năm nha, mà sáp lại múa đôi hay là song tấu hài hước bảo đảm hốt bạc. Không. Cái đàn của mình còn thiếu một khắc ru. Cậu Sáu bay sẽ đặt trách cái khâu đó. Thôi đừng có ẩu. Sao ẩu? Nè, chị đề bạc là có cơ sở hẳn rồi. Nè, không nhớ hả? Hồi con hợi mới sanh á, mỗi lần á nó dậy nó khóc nó làm trận làm thượng. Chú ủ ơ với dầu một cái là nó ngủ liền à. Trời sanh chú có cái giọng hát ru mà. Sợ tôi ru rồi thiên hạ ngủ hết rồi, cả đàn hát rồi súng lại chửi tôi à. Không sao đâu, khán giả mà ngủ á là con đập trống disco lên liền. Hít chích 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 tung 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 tung. Trời ơi, đập cái kiểu đó hả, có uống thuốc mê nó cũng phải thức. Thôi bây cho tao hai chữ bình an nữa để tao gì mà. Chú nhất định về hả? Nhất định chị. Không thay đổi ý kiến hả? Dân mừng ruộng đâu có chịu nói hai lời đâu chị. Ở dưới đạm bạc yên tĩnh nó quen rồi, ở trên này lóng rài sao lăng xăng trộn rộn quá. Nán thêm vài bữa nữa tôi đau thần kinh luôn à. Thôi cũng được, nhưng ít ra chú cũng phải ở lại đêm nay để mà bàn cái chuyện gia đình. Ủa chuyện gì vậy chị Năm? Chuyện Hoa Tulip lấy chồng. Không rồi nha, con không có lấy chồng á. Lấy chồng Việt Kiều có phải chồng tầm thường đâu con. Không. Vị Kiều cũng không. Ê, coi. Rồi bỏ đồ hủ tiếu sao? Trời ơi. Con gái á, nó không lớn chừng nào á là nó ừ đậm trong bụng nó chừng đó đó. Trời ơi. Nè thằng Tỏ, mày lấy cái máy cày mà hai con mắt thả đi đâu vậy mày? Dạ con xin lỗi ông Chính,
tay lái con bữa nay sao hơi run? Run hả? Run là tại mày cứ liếc chừng nhà cho xáo xệ, in như có cô nào đợi mày ở trỏng là phải à? Trời ơi, quan cho con quá ông chính. Chẳng hôm chú Sáu đi Sài Gòn á, con chạy ổng mua giùm mấy món phụ tùng, nên nhóng coi ổng gì chưa. Cha, nhà cái thằng cha lái heo mà mày kỹ mua phụ tùng mấy cài, chẳng khác nào đem con bệnh mà giao cho thợ đóng áo quan tài á. Đố khỏi giả rình ba cái thứ đồ xì cút về cho mày gặm mà. Anh Tỏ ơi, anh Tỏ, nghỉ ngơi xíu đi hả? Nè, mua đi ra chợ nhỏ thấy người ta bán bánh bông lan ngon quá chừng à, mua về đãi anh nè. Cảm ơn cô Mùi, tôi không đói. Không đói cũng phải ăn. Không ăn á hả? Là tôi nằm giả đây coi chừng nào anh mới đói á. Trai tráng nó ép ăn, còn ông già đứng đây nó không thèm mời. Ý, con chính đây nữa hả? Chàng ơi, vậy mà con không thấy chứ. Mày mắc lo ngó cái máy cài quẩn đâu thấy ai. Sơ ý chút đỉnh vậy mà bắt lỗi con chi vậy ông chính? Con có o bế ông thầy dạy ca con chút đỉnh cũng là vì lợi ích chung của ấp mình chứ. Hai đứa liệu sao á mà hội thi năm nay để hút cái huy chương vàng là tao đạp xuống cái hầm cá giò cho nó rỉa bê tiêu luôn à. Ông chính yên tâm đi, con với anh Tỏ hợp tác á hả là dùa sầm luôn á. Ông chính, sắp vô ăn tụi con cho vui. Trời ơi, mời lời hay mời thiệt đây ta? Đừng có để tao nhập tiệc á rồi tụi bay rủa sau lưng tao à. Kì trời đất ơi mày. Con cháu nào mà dám hổn vậy ông chính? Dạ đây. Bậc trưởng bối hưởng lộc trước rồi đám hậu sanh bao đuôi sao? Chà, bánh của con Mùi, mày mời tao mà có thông qua ý kiến của nó chưa? Ôi thì của con cũng như của ảnh, của ảnh cũng như của con, hai đứa kể như một vậy mà. Hai đứa kể như một à? Bay đính như vậy được á nghe. Rồi định chừng nào làm đám cưới? Ý trời đất ơi ông chính, đám cưới đâu mà sanh tử vậy ông chính? Không đám cưới thì hai đứa kể như một sao được. Chuyện trăm năm phải đủ lễ, đủ nghĩa. Ông chính này thiệt à. Ai cho phép tụi bay đi tắt nhập cục ngang xương vậy được? Dạ nhưng mà... Kìa chú Sáu gì á kìa. Chú Sáu ơi. Trời ơi, cái không á cái bỏ chạy à. Còn nguyên ổ bánh ai ăn giờ? Còn ai vô nữa? Cậu ba ăn ngủ tới rồi. Cậu ba ôi sao lạ ghê nghe, cái mặt cũng đẹp trai như ai vậy sao để bộ râu coi kỳ. Không có kỳ đâu Mùi ơi, để râu không phải là kỳ, mà anh để râu cho Mùi biết cái kỳ của râu. Em mới giỡn với cậu ba nghe. Thôi mà Mùi ơi. Mùi ơi, nói nghe nè, ổ bánh giá nhiêu vậy? Cậu ba xin mạng phép bao thầu hết đó, trả gấp đôi gấp ba cũng được mà, miễn cô Mùi vui lòng ngồi ăn với cậu ba nha. Nha. Không dám đâu, em còn phải học bài. Không dám đâu, em còn phải học bài. Thôi mà, dám đại đi mà. Dám đại đi Mùi. Trời ơi, giỡn cợt với cậu ba làm chi cho cậu ba đứt từng khúc ruột vậy? Tấm lòng của cậu ba dành cho cô Mùi như là biển rộng Thái Bình Dương á. Ôi cái câu này á, cậu ba ăn cắp ở trong tuồng Tấm Lòng Của Biển nè, ai không biết. Không phải mà, đó là đoạn văn của cậu ba sáng tác trong một đêm trăng sầu ngổn ngang thầm thương trộm nhớ. Tuổi phận khách cô phòng quặn thắt trái tim côi, nằm nghe tiếng ở nương kêu mà ngỡ tiếng em cười. Mùi ơi đây, em đây, đó đây. Gì vậy vậy, vậy cái nội? Ê con Mùi, nó biểu tôi thưởng cái tài làm văn của cậu á. Ôi ông đừng thưởng lần nữa đi, cái mặt của cậu ba dám thảy vô trong kho phế liệu lắm à. Cho hôn miếng đi mà. Kỳ quá à. Ghê quá. Trời ơi, bóng lão bóng chúa. Trời ơi. Ba ơi. Tôi về nè vợ Vũ Quý ơi. Cha cha, tưởng ông ém quân luôn trên đó rồi chứ. Chưa chi đổ ghè tương rồi. Làm như con gái Sài Gòn chờ sẵn tôi lên cái bờ gì làm của vậy đó. Nè. Gì á? Quà chị Năm với con Hợi gửi cho bà nè. Đâu đưa coi. Giải mút xơ lên. Cà tê xô xít nữa. Thôi được rồi, tháng tới hội thi tiếng hát xuống đồng ấy nha. Tôi diện bộ đồ mới cho thiên hạ nhiều nước miếng chơi.
Không, ngồi uống nước cho khỏe nghe không. Rồi cái tôi đem mấy cái sắp giải đó cho chị Tám, chị Mai cho tôi bộ đồ đó. Ngồi uống nước nha, đó tôi đi nghe không. Đừng có nhìn cái tướng tôi đi nghe không. Hiểu đừng nhìn cái tướng kỳ cục quá, tôi khoái chỗ đó. Ây da, nhờ ba khúc giải mới được bà cho uống nước à. Chú Sao. Ôi cái thằng quỷ làm hết hồn à. Mày rình ở đâu mà tao mới về uống chưa xong chén nước nhảy sổ vô vậy mày? Con lái máy cày nè, ngồi lêu bêu ở trên cao á. Chú vừa xuống xe ở ngoài lỗ cái là con ngó con thấy liền à. Rồi mày tới mày phá đám không cho tao nghỉ ngơi gì hết đó phải không? Thông cảm giùm con mà chú Sáu. Con nóng ruột con đợi mấy bữa rài rồi. Mắc chi đợi vậy? Cái thơ á. Cái thơ mày nhờ đưa con hỏi thì tao giao nó rồi. Cổ có đọc không chú Sáu? Có. Cổ có trả lời con không chú Sáu? Nó vừa đọc nó vừa cười lõn lẻn. Có thấy trả lời trả vốn gì đâu. Cổ cười hả chú Sáu? Cười dậu lắm. Cái tao mới hỏi nó. Bộ có ai thọt lét mày sao vậy hỏi? Anh viết thơ ngộ quá à, cậu Sáu ơi. Hỏi đủ thứ hết trơn á. Nó hỏi giống gì ở trọng vậy? Dạ, chuyện đời xưa, chuyện đời nay, rồi chuyện sắp tới nữa. Cả trăm câu hết biết đường trả lời. Chắc tại nó nhớ mày quá đâm nó sản. Còn mày chắc lên trên này rồi quên rau trọi. Quên sao được cậu. Trên này tuy có vui, sung sướng đầy đủ, nhưng lúc nào cô cũng thèm được sống lại những ngày thanh thản êm đềm ở đồng ruộng thuở ấu thơ á. Con quên nữa, ảnh lúc này sao cậu, có khỏe không? Khỏe năm ba bề, sức nó cộp giật tay đôi chưa chắc lợi. Còn mần ăn thì thôi, lốp sắm máy cày, lốp gầy giường trái cây. À, vậy là chắc ảnh tính sửa soạn lập gia đình. Không biết làm sao, chứ thấy con mùi tối ngày lẫn quẩn theo bên nó, bám dính như Sam vậy đó. Trời ơi, chú nói vậy là chú giết con rồi. Chứ không phải sao mày? Thì phải, nhưng mà không có nên nói. Cô hai hiểu lầm khổ con. Mày cũng nên tập khổ lần lần đi. Khổ bây giờ đỡ hơn mới mốt khổ. Ủa sao vậy chú Sáu? Má con Hợi sắp gả nó lấy chồng rồi đó. Hả? Cô hai lấy chồng? Mà lại lấy chồng Việt Kiều. Mày chen vô không có lọt đâu. Thôi con về nghe chú Sáu. Coi coi, tao chưa kể hết chuyện mà. Thôi, chú kể một hơi nữa con chết liền tại chỗ. Con trai gì yếu xịu à. Chết làm sao cho đáng. Không được chết vì đàn bà con gái à mày. Thì tại ức quá con nói như vậy. Chứ muốn chết có dễ ở đâu. Rồi bây giờ ngồi đó làm nư không về nữa phải không? Về cũng không biết đi đâu nữa chú Sáu à. Chú cho con ngồi đây một lát đi. Con tính con sao đã? Tính gì? Nó gửi tối hậu thơ cho mày nè. Hả? Thơ cô hai gửi con? Ừ. Sao nãy giờ chú không đưa ra? Lu bu quá, tao được quyền quên cho mày. Ôi trời ơi, mà thơ từ chi nữa. Bất quá cổ nói lời từ giả con đi lấy chồng thôi. Thì mày đọc cho tao nghe coi. Dạ, thì đọc là đọc giùm cho chú thôi nghe. Chứ con mà con không cần đâu á. Đọc đi. Anh Tỏ, mau lên Sài Gòn gấp. Tới theo địa chỉ ghi dưới đây. Em đợi. Hợi của anh. Ý trời đất quỷ thần ơi. Như vậy vậy? Chú Sáu ơi. Hả? Chú Sáu ơi. Như vậy? Con cảm ơn chú Sáu. Ủa? Con về rồi chú Sáu. Ngộ không? Mày mới nói về cũng không biết đi đâu à. Tại sao giờ mày đòi về vậy? Hả? Dạ dạ, nhưng mà bây giờ thì con biết con đi đâu rồi. Đi đâu? Con đi Sài Gòn. Động tĩnh là tôi bóp cò bây giờ. Trời, đừng đừng đừng. Muốn gì em cũng chịu. Điều gì em cũng nghe. Đừng bóp cò. Sợ chết sao không làm việc thiện. Lại đi ở ác. Dạ đâu có. Trời ơi, em ăn chay trường mà. Năm nào cũng thả chim phóng sanh. Cô hồn gạch đảng gì em cũng đầy đủ hết trơn á. Vậy sao chú A Tòn với má tôi ép tôi lấy Việt Kiều? Trời ơi, Việt Kiều mà cô chê cái gì. Trời ơi. Ủa, hả? Ê, trả quà tôi lấy bà. Người em, người em. Lạng hoạng tôi nổ liền đó. Ê, ê, nghệ sĩ đùa với súng đạn không nên cháu ơi. Tôi không có đùa.
Chú thử hô lên một tiếng coi tôi có dám lẫy cò không. Ấy trời ơi, đừng cái nhỏ nhọc. Ôi, chuyện súng đạn mà ai thử dạy dột vậy cháu. Gì cười, gì cười? Lãng nhách nha, người ta sắp bị ăn kẹo đồng mà cười hả, vui lắm hả? Lãng quá. Chú nhạt lửa mà chú phát rét, không cười sao được. Trời ơi, làm hết hồn. Các chú làm chi vậy? Ác quá. Qua tulip, chú đau tim biết không? Tim chú không có tình yêu, đau là phải. Ai đồn chú không có tình yêu, xin lỗi mấy em nha. Ngay giữa lúc mùi trong xe chờ khách, tâm hồn chú cũng đang lang thang hướng về một chân trời. Ủa, mà đâu có ai khảo đầu khai. Mấy em mắc gì lại kéo tới đây khuấy rầy tôi vậy chứ hả? Bọn em trước kia là bạn học của trò hợi, bây giờ là ủng hộ viên của ca sĩ Hoa Tulip. Bọn em tới đây để phản đối chú đó. Phản đối gì, phản đối gì? Chú là người không biết giá trị tình yêu. Hả? Chú tiếp tay áp đặt hôn nhân, làm khổ Hoa Tulip. À, khoan, bình tĩnh, đừng nóng. Nếu mà cháu Hoa Tulip không thích Việt Kiều thì chú giới thiệu cho Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản. Không, không, không. Hả? Má cháu muốn rể Việt Kiều thì phải có Việt Kiều. À, nhưng mà mấy em đây phản đối thì sao? Phản đối Việt Kiều của chú, còn Việt Kiều Hoa Tulip tự chọn thì ủng hộ. Đúng. Hiểu rồi, hiểu rồi. Chú cũng ủng hộ luôn. Vì tình yêu là sự kết hợp tự nguyện của đôi bên mà. Phải không? Tình yêu không thể ép buộc. Tình yêu không là món hàng đổi chát bán. Đúng, 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 đúng. Và nếu chú đứng về phía tình yêu chân chính, cảm phiền chú dẫn đến ra mắt má cháu anh bạn Việt Kiều mà cháu yêu thương. Xong ngay, xong ngay. Anh bạn Việt Kiều nào? Việt Kiều cầu kè. Việt Kiều cầu kè? Ừ. Cái này lạ quá, chưa nghe. Mới nghe. Nhưng mà không sao, Việt Kiều cầu móng, cầu bông, cầu kiệu gì cũng được hết trơn á. Miễn ai cháu Hoa Tulip có hạnh phúc là chú sẵn sàng. Chú ơi. Đừng có phá, cho ngủ thêm chút nữa rồi. Ơi, gõ hoài à. Lâu lâu ngủ ở nhà một lần mà cũng không có yên nữa. Từ từ đi. Mấy cha mấy mẹ, gõ hoài mệt quá đi. Ơi. Ý, trời, quên đó. Giá trời Nam Mô A Di Đà Phật. Giá cho không phải bà chủ đòi nợ rồi. Bà đòi tiền nhà nữa nên là chứ không ai. Dạ. Dạ. Chào thầy hai. Kiếm ai cha nội? Dạ, thầy hai ở đây có mình. Một mình còn chưa đủ ăn, hai mình có nước húp cháo. Ê, hỏi một mình để nhào vô trấn lột phải không? Hả? Hay sao hỏi kỳ vậy? Hả? Dạ không có. Thầy hai ở có bao nhiêu, không còn phòng nào khác hả? Trời đất ơi, bao nhiêu còn chưa đủ tiền trả nữa đó. Thêm nữa chắc học gạch quá. Vậy chắc tôi lộn chỗ quá. Thôi xin lỗi nghe thầy hai. Thằng cha sớm xét. Nè, anh kia, đứng lại. Dạ, dạ, thầy hai kêu bước tôi. Bước trở vào. Dạ. Bước vô. Dạ. Ngoài đó. Dạ. Ngoài đó. Dạ. Nè, tôi kêu anh đó, vô đây đi. Dạ. Có phải anh tên là Tỏ ở cầu kè lên kiếm cô hai, cô Hoa Tulip không? Hả? Tức là cô hai hợi đó, đúng không? Y bon. Vậy là chắc thầy hai đây là coi bói hả? Biết coi bói thì đâu đến nỗi te tua như vậy. Ham làm nghệ sĩ mới rách đó chứ. Vô đây, ngồi chơi một lát đi. Hợi của anh tới bây giờ nè. Đó, nghe chưa? Phải nhắc tiền nhắc bạc là đừng vậy, đỡ biết mấy. Trời ơi, đào chánh xuất hiện, kép chánh đợi nãy giờ đó. Hát gì hát đi. Anh Tỏ phải không? Anh Tỏ. Trời ơi, 5 năm rồi mới gặp lại anh nha. Anh. Ê, Tỏ, anh. Ê, đừng anh, đừng anh, cô hai. Coi chừng bụi á, giờ. Sao anh lên sớm được vậy? Tưởng đâu cũng phải 5-10 bữa. Hôm qua được thơ, lật đật giao công việc nhờ ông chính. Khuya là cái ra lộ cái đón xe lên đây liền á. À, kiểu này là chưa cà phê cà pháo, chưa ăn uống gì hết phải không? Xuống bến là tót lên xe ôm dông thẳng hơi tới đây. Thở còn không kịp nữa, đâu có dám ghé đâu. Vậy ha không? Vậy chờ tôi sửa soạn nha. Đào chánh đưa anh em mình đi ăn phở tàu bay. Khỏi anh hai. Qua nay chưa có gì vô bụng mà sao không có thấy đói. Tên ơi, nó no miết hả?
Khổ ghê. Mới vào bành là đã hỏng ăn rơ gì trơn. Ủa, gì rơ? Nói vậy con hai nhấn tôi lên trên này vợt đá banh ha. Anh có phải Maradona đâu mà vợt đá banh. Em vợt anh làm việc kiều. Trời đất. Hộp ca xong rồi tấu hài. Tấu hài xong rồi cho cô qua tulip ca 3 bản. Không, 8 bản. Trời ơi, ít trời đó không trời. Trời ca 8 bản là khuya lơ khuya lắc rồi bà Năm ơi. Tới sáng cũng phải chịu. Chứ giọng của nó mà ca 3 bản khán giả chưa có đã thèm. Dạ, tiếp theo là vợ chồng thằng X35 làm ảo thuật. Kế nữa là ban tam ca 3 con kênh kênh. Sau đó là cho múa lửa lắc vòng. Thôi ấy. Thôi dẹp. Không có nhớ kỳ trước múa lửa hả? Cháy rụi cái tấm màn nhung cả chục triệu của tôi sao? Tiếp ba con kênh là cho thằng Thái Dương nó kết thúc chương trình đi. Má Năm ơi, có khách má Năm ơi. Trời ơi, tao mắc lên chương trình mà ra nói không có nhà. Cô Hai với cậu Háo rước tay vô salon rồi. Biểu là chờ đó má Năm ra liền á. Thiệt bực mình quá. Khách nào vậy mày biết không? Biết có thầy Tám Toyota à. Còn cái người kia Út Bù Trắc à. À bà Năm ơi, đi với thầy Tám chắc là cái người mà mình mong đợi rồi đó bà Năm. Người đó ra sao? Tả bà nghe cô Út quen. Dạ con thấy rất là trẻ, mạnh khỏe, nhỏ nhẹ, lặng lẽ, sạch sẽ, mát mẻ nữa. Nhưng mà không có nói tiếng mẹ đẻ, mà nói toàn là tiếng ăn lê như là tre trẻ vậy đó. Thôi hết trật rồi, cậu Hai tương lai của mày đó. Kỳ kỳ quá hả? Ông hoài à, vô duyên à. Có sao không? Chị Năm. Nè, xin giới thiệu chị người bạn trẻ từ Cali Cali mới về. Đó. Good morning, mommy. Đó, nói tiếng Tây, Yes, good, yes. Sit down, please. Thank you, mommy. Trời ơi, chưa chi đã mommy rồi. Lẹ còn hơn quả tiễn liên lục địa xe di cốp nữa. Vui quá. Hey, nhiều chuyện quá. Tây U người ta tự nhiên vậy đó. Cho nên má Năm má phải gọi lại người ta bằng Mr. Con cho đúng phép lịch sự á má. Vậy ha. Dạ. Thầy Tám với Mr. Con uống nước ha. Chẳng hay quý danh Mr. Con đây là chi? What? What your name? Để mami xưng hô cho nó tiện. Mỏi miệng quá, mami nói con mỏi miệng quá. À, thưa chị Năm, Mr. đây là Roboto. Ủa? Thấy Mr. cũng vừa người, có to bao nhiêu đâu mà bớt. Không phải. Sợ rồi, má Năm ơi. Mr. này lấy họ là Robert, tên tỏ. Nhưng Mỹ người ta đọc không bỏ dấu cho nên phát âm là thành to. Đúng rồi. Chứ không phải to là mập, là bự đâu má Năm ơi. Dạ đúng rồi đấy. Hả? Mà mày tiếng Tây, tiếng Mỹ gì nữa. Where you best? Có điều chi sơ sức rồi Mr. con niệm tình bỏ qua cho nha. Ý không dám đâu, con cũng vậy hả?
Dạ, ý Mr. Roberto muốn nói là hồi còn ở quê nhà đó, Mr. cũng ngoại ngữ cũng ba trận bốn vuột lắm. Dạ, xem như chị Năm thôi. Dạ. Chẳng hay Mr. con về Việt Nam chơi hay có đầu tư kinh doanh chi không vậy? What do you do? Trời ơi. Thưa má mì, con về trước hết là để làm marketing. Marketing đó, marketing đó, má mày, marketing đó. Là thăm dò thị trường làm ăn đó má. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, sau nữa là thu xếp chuyện get married. Chẳng nói tôi mỏi miệng quá. Dạ là cái vấn đề hôn nhân đó. Dạ có nghĩa là lập gia đình đó chị Năm. Trời ơi, không nếu biết vậy chắc mấy tờ con phải ở lại đây lâu ngày ha. Dạ đâu có. Con phải diện lo dọn đất để kịp tháng tới bà con xuống đồng nữa chứ. Trời ơi, mấy tờ con làm gì ở bển mà phải dọn đất. Dạ con lấy máy cày. Trời ơi, lấy máy cày. Vậy là năm một ten nè. Dạ không phải. Trời ơi, vậy là chị Năm ơi, chẳng là Mr. Roberto bên đó là chủ nhân một nông trại, mà chủ nhân nông trại bên đó đó người ta tự lấy máy cày dọn đất là cái chuyện thường thôi à, không có gì đáng ngạc nhiên đâu chị Năm ơi. Tôi đứng chắn mà tôi mệt quá chị Năm ơi. Chủ nông trại thì number one. Dạ anh. Vậy chứ number one á là chị Năm nói vui đó. Dạ. Vậy là chương trình xây dựng hôn nhân của Mr. con định tiến hành thế nào? Nói đi. Dạ thì xin má mì cho con cùng cô hai đây bin siêu and Wilverhair. Dạ mỏi miệng quá. Bin siêu á là xe tơ, Wilverhair là kết tóc. Dạ ý Mr. xin cưới qua tulip đó má Năm. Ý kiến con thế nào hoa tulip? Dạ, chịu đi. Áo mặc sao qua khỏi đầu, mặc áo thun qua tôi luôn. Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Ok salem. Trời ơi. Ok salem là ý nó khoái đó. Vậy mà bữa hổm nó không 1, 2, 3 gì cũng không hết trơn á. Dạ nếu má mì với cô hai ok salem rồi á thì mình chọn ngày lành tháng tốt kéo nhau về cầu kè mừng đám cưới luôn á. Vậy đó vui. Trời cái gì cầu kè. Vậy đó vui. Dạ dạ đó là Mr. Bất to muốn tôn vinh tập quán cổ truyền của dân tộc đó má Năm. Dạ tổ chức hôn lễ tại chỗ chung nhau cắt rúng cho cô dâu để họ hàng hai bên chung vui cho nó đông đủ á mà. À cái đó tiếng Mỹ người ta nói đâu vui mà hao. À trời dạ. Ơi hao nhưng được rễ Việt kiều không đến đổi lỗ đâu, nhưng ít ra cũng phải có một bữa tiệc ở nhà hàng năm sao cho nó sang trọng. Trời ơi má Năm ơi, nhà hàng năm sao nhầm nhò gì, ở dưới có nhà hàng ngàn sao nữa, mình đãi giữa trời á mời hết làng xã long trọng gấp cả trăm lần. Thôi thì sao đó tùy hãy. Nguyện vọng duy nhất của mami á là kìa mami muốn nói á là sau khi mà thành chồng thành vợ rồi thì cô hai cậu hai á đừng có quên mà tiếp hơi cho mami để mami hoàn thành vẽ vang cái giấc mơ nghệ thuật để mami an ủi tuổi già. Cái chuyện đó mami khỏi lo, tụi con sẽ ủng hộ mami thành lập một đơn vị biểu diễn tầm cỡ đàng hoàng, không thèm chạy chọt hát chui nữa đâu. Vậy là hula hula, mời tất cả nâng ly chúc mừng happy to chị Năm. Chị còn phải về sửa soạn quần áo trải đầu nữa. Bay gồng cánh đi đâu mà rình rang vậy ngọ? Dạ tối nay xã mình hội thi văn nghệ, tụi con đem quà ủng hộ ban tổ chức. Tối nhớ đi coi hội thi nghe chú thím. Sao xệ chết một cử tứ sao xệ ơi, bị hại tao quá mà. Dường chính mới là kỳ à nha. Mắc chi mà cái không đi chú quở nhà tôi vậy? Dù anh tỏ đó thím. Cho mày nghĩ coi, tối nay hội thi rồi, đã bốn mình trong kệ một mình thằng tỏ à. Vậy mà nó lên Sài Gòn rồi mất biệt, không chịu gì à. À nó không gì à, Dưỡng kiếm nó tụng can gì tôi mà hại tội tôi. Chứ không phải bay mừng liên lạc thư từ lên xuống rồi là báo hại thằng nhỏ bỏ hết công an chuyện làm rồi. Rồi có bữa nay nó bỏ tao luôn hả?
Nó bỏ dưỡng là chuyện của nó. Còn tôi đi Sài Gòn nó nhờ tôi đưa thơ giùm cho con ở thì tôi đưa. Chừng gì con ở cậy chuyển thơ giùm cho nó thì tôi chuyển. Chẳng qua ổng cũng y xì cái thùng thơ ngoài trạm bưu điện. Có biết gì tụi nó viết cái giống gì trọng mà ông bắt lỗi ông chứ. Con thấy thím nói nghe thì cũng phải. Nhưng mà nếu mà giả tỷ mà chú Sáu đừng có đi Sài Gòn thì đâu có sanh chuyện. Nè nè nè, bây bình dưỡng chính kiều an tàu nữa hả mùi. Con nói thiệt á, ổng không có cho con ăn vàng ăn bạc gì đâu con Bên. Ngặt có một lần đi Sài Gòn của chú Sáu gây ra biết bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Con cũng dính quả lây nữa. Con mắc mớ gì mà cô dính chứ. Ê kệ nó, tâm sự của nó. Con Sáu nè, mày tối ngày quanh quẩn với bầy heo biết gì mà hỏi. Rồi bây giờ hai người tính tới đây bắt thường tôi chắc à. Mày có hát sướng được gì đâu để tao đẩy lên sân khấu mà hát thay thằng Tỏ ở đó mà bắt thường. Trời đất ơi, sao không biết. Hồi nhỏ tôi có đi theo anh hát đó. Thôi bà ơi. Sao vậy? Bà theo anh hát bà nấu cơm có biết múa men gì đâu, lộn xộn bà ơi. Sao không biết nè. Ông thầy tụi nha, ông bắt tôi bằng tỳ nữ bưng mâm rượu hoài hè nè. Ông coi này nha. Rượu đồng tiếp kính dừng. Thôi chọt cái tay đuôi con mắt tôi bây giờ. Tại tôi tính ca nữa kìa. Thôi đi. Không la là trời đất ơi. Giống cái hồn mình biết đi quá. Đừng có la. Đừng giỡn không. Bà lên nát tôi dọn nhà tôi bỏ đi xứ khác liền á. Không có dám ở đây nữa nè. Con nói thiệt á. Còn phần con á, nếu mà có bất thường á, chú thím cũng không có cái để trả con. Cái gì rồi vậy, kể như quề tiền ai về nhà nấy. Mặt mũi nào mà về mày. Không có thằng Tỏ nè, tao trốn luôn ở đây á. Con nó cũng trốn chung với ông Chính cho vui, chứ con về nhà là con khóc liên rồi đó. Trời ơi, hai người ta định trốn ở đây phải không? Trời Phật ơi, trốn ở đây không lẽ cơm nước rồi bắt tôi lo nữa hay sao? Khỏi cơm nước mày. Sao? Có nồi bánh đang nấu kìa. Bánh đâu? Hả? Cắm heo đó cha nội. Trời ơi. Ôi, cái thằng Thái Dương nó muốn giết tôi mà. Giờ chốt mà nó bẻ cô bất tử vậy, tôi lấy ai mà trám vô. Trời ơi, bà Năm ơi, hay là mình kêu đỡ ca sĩ Tấn Long đi, quan quân tenor giải căn cua vàng. Trời ơi, cái thằng đó ca cho tay nghe, chứ dân mình tiêu quá không có nổi đâu, kêu uổng tiền. Hay là... Không có hay là gì hết á. Thầy cho thằng Thái Dương nó biết á, hôm qua tôi clip tôi nó sắp lấy chồng Việt Kiều. Dạ. Nó ráng hát cho tôi chuyến này xong á. Dạ. Tôi sẽ biểu chồng của qua tôi clip nó bỏ tiền quay một băng video ca nhạc. Dạ. Để giới thiệu đặc biệt riêng giọng ca của nó. Dạ. Cơ hội bằng vàng. Dạ. Nó bỏ lỡ rồi á, đừng có ân hận. Dạ, để em chạy thử coi. Ôm gì ôm, trời tự nhiên đường rút lui của ta chị chận ngang không ôm chị giờ ôm hai. Ôi trời. Mắc gì nhào vô mình ta gọn ơ vậy Út? Dạ, má nằm không biết cho ông chụp hụt con biết bao nhiêu lần à. Bữa nay chó dắt mới quờ trúng á. Má Năm ơi, mình có khách. Con phải nói là má Năm đi vắng hay là ở nhà vậy? Khách nào vậy? Dạ, ổng nói ổng ở Cà Ná. Hả? Không, con nói lộn, ổng ở Canada mới về. Hả? Canada mới về hả? Mày ra mà nói có tao ở nhà đó. Đi vắng là khi nào mà chủ nợ kiếm ha, biết không? Dạ. Mời khách vào đi con. Dạ. Dạ, dạ thưa bác. Chào Mr. Mời Mr. xích rau. Chẳng hay Mr. kiếm tôi có chuyện gì không? What Robin? Dạ thưa bác, mẹ cháu dặn về tới Việt Nam là phải tìm đến thăm bác ngay. Trước là để chúc sức khỏe của bác. Sau là nhắc về cái chuyện mà hai bên đến nước hôn nhân cho cháu với là em Hợi hồi mẹ cháu còn ở Sài Gòn á. Té ra mít tờ đây là dạ, cháu là thằng bé tư nè bác. Hồi trước mẹ cháu với bác Hùng bán cơm tấm á, nhà ở sát vách bên cầu Chi đó bác. Bé Tư hả? Dạ, con trai chị Hai Dần hả? Dạ. Mẹ cháu có gửi thơ về cho bác mấy lần nhưng mà sao không thấy trả lời. Thì dời đổi mà chỗ này chỗ kia liền liền à. Từ đó tới nay có hơn 10 năm chứ đâu có phải ít. Mà sao má cháu không có về để cháu về ăn mình vậy?
Dạ, qua bển thời tiết nó không có hạp nên má cháu đau yếu hoài à. Lại còn cái quán cơm tấm nữa, không có ai trông coi giùm hết trơn hết. Má cháu thiệt à, bên này bán cơm tấm chưa đã sao mà qua bển là nai lưng nó bán cơm tấm nữa. Lại còn tiếc mà không có dám mà đóng cửa nghỉ 5-10 bữa nửa tháng để mà về chơi nữa. Dạ không được đâu bác ơi, đóng cửa nghỉ rồi má cháu sợ mất khách. Má cháu định là sau khi mà cưới hỏi xong đó sẽ làm thủ tục bảo lãnh em Hợi qua bển luôn. Dạ, má cháu giao quán cơm tấm cho Hợi để có thời giờ về thăm quê hương. Cho con Hợi bán cơm tấm hả? Dạ, bà con mình ở bên đó rất là thèm được ăn những cái món ăn đặc sản của quê nhà. Cơm tấm hay là chả giò, canh chua, cá kho tộ gì bán chạy mà đắt lắm bác ơi. Thôi, rất tiếc con Hợi nhà bác bây giờ là nữ danh ca Hoa Tulip. Bán cơm tấm mà chắc nó không có thạo nghề. Dạ không sao đâu, không thạo thì có cháu dạy nè. Còn ca hát thì là sáng bán cơm tấm là tối đi ca cũng được mà. Nhưng mà rất tiếc là cháu về có hơi trễ rồi. Ủa, vậy là sao hả bác? Nó sắp sửa lấy chồng, cũng việc kiều như cháu vậy đó. Nhưng mà người ta là chủ nông trại, không có phải bán cơm tấm đâu. À, vậy là may mắn không đến với cháu rồi. Không may thiệt đó chứ. Nhưng mà đừng có buồn, để bác mai mối cho đám khác kiếm cái đầu heo. Còn con qua clip nhà bác bạn bè thiếu gì, nhiều đứa nó lộng lẫy cỡ như hoa hậu, người mẫu thời trang, chứ không phải cái thứ vừa đâu à. Ô quen à. Dạ. Nè, mời cô hai ra má năm biểu cái đi. Dạ, cô hai đi từ sáng sớm đâu có nhà đâu. Cô hai đi đâu vậy? Dạ cô hai không có nói, nhưng mà Út biết là cô hai về cầu kè với cậu hai. Hả? Nó về cầu kè? Cầu kè làm gì với? Nó đi với ai? Đi sao không cho tao biết? Hả? Sắp ra quân kéo đi hát mà tụi nó còn hè nhau đi xuống cầu kè, bể xô tao ráo trời đây nè. Dạ chắc cậu hai nhớ nhà đó, kéo nhau về thăm 1-2 bữa rồi lên chứ không có ở dưới luôn đâu. Cậu hai mày ở bên Cali có phải ở cầu kè đâu mà về với thăm? Không, cậu hai là dân cầu kè mình á, hồi nhỏ mồ côi đi làm mướn với Út vậy thôi hà. Trời, mày nói chơi hay nói giỡn đâu quen? Trời ơi, Út có gan trời không dám nói giỡn với má nằm mà á. Cậu hai quên Út chứ Út không có quên cậu hai đâu. Út nhớ cậu hai rõ lắm. Cậu hai tên Tỏ nè ha, gốc ở xóm Gò Keo nè. Chắc vậy hả quen? Ai nó láo xe cám nghỉ dọ. Trời ơi, vậy mà nó dám xưng nó là Roberto. Nó gạt tao, cái thằng dễ kiều dẫm. Tao sẽ lôi cổ nó ra tòa. Dạ xin phép bác, cháu về. Cháu đến thật không đúng lúc. Không, rất là đúng lúc. Mr. con đến đây với mami vào cái thời điểm này là hoàn toàn thích hợp. Mr. con tới đây bằng phương tiện gì? Dạ cháu thuê ô tô của công ty du lịch. Trời ơi, thêm một dấu hiệu thích hợp nữa. Con đưa ngay mami đi cầu kè đi. Mami sẽ bắt con Hoa Tulip về thực hiện lời ước hôn với mẹ con 10 năm về trước. Người lớn đâu có quyền nói dẫn chơi con. Chị Năm, tôi đến bàn với chị cái vụ đám cưới Hoa Tulip nè. Về hả cậu ba? Thôi mà từ từ đừng có nóng. Thằng Sáu cậu bác nó telephone cho tao, nó nói chắc chắn là chắc chắn à. Tụi nó ba đứa xuống phà qua sông, không về đây thì tụi nó còn đi đâu nữa. Cậu ba, mục tiêu xuất hiện là mình bốc liền hả cậu ba? Đây nè, tao nói cho tụi bay biết. Tập trung dứt thằng Tỏ, cho nó tiệt đường về cầu kè. Nhớ nghe chưa? Cậu ba, xe tụi nó kìa cậu ba, nó kìa. Hey, nhưng mà nhớ xuyên xuyên thôi nha. Đứa nào mạnh tay là tụi bay ở tù với tao không chịu trách nhiệm. Cho mày biết ai thế nào là cậu ba chợ nhỏ.
kính thưa bà con, theo thông lệ thường niên, trước khi bắt tay vào công việc đồng án cho năm mới, địa phương chúng ta đều tiến hành trọng thể cái lễ ra quân. Và năm nay đặc biệt, xã nhà lần đầu tiên tổ chức đêm hội thi tiếng hát xuống đồng, để bà con ta tụ họp lại để chung vui, truyền cho nhau khí thế quyết tâm thực hiện một vụ mùa mới làm ăn to, thắng lợi lớn. Chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc đêm hội thi. Trốn ở nhà chú Sáu là yên rồi. Ông Chính nó còn trở quẻ lôi ra đứng sớ rớ đây làm chi. 12 con giáp ngó không có giống con nào ráo trọi. Anh Hùng mà có chết cũng chết quanh liệt giữa trận tiền, đâu có chết chu chích mũi chích mũi chích bà được. Thằng Tỏ nó bỏ cột thì con mùi mày nhảy đại lên ơi, biết đâu vớt giáp được cái quy chân bạc quy chân đầm gì đó. Vớt cái gì cũng biết nữa. Không có anh Tỏ đứng trong cánh gà đánh nhịp á hả, con hát một hơi là từ lề bên này leo qua lề bên kia kìa, lãnh quy chân chị thì có. Giờ sao đây? Tính sao đi dưỡng chính? Không lẽ ấp bốn mình keo này chịu thua rồi cái gì tay trơn sao? Chua lắm nha. Thì bay có đứa nào mà hát hò được cứ xung phong ra cứu nguy đi. Tao nói mất thằng Tỏ tao như cua gãy càng nha. Không có gãy càng. Bây giờ có cái càng này, vậy tôi xung phong. Tôi bẻ càng bà bây giờ. Vừa rồi là tiết mục dự thi của ấp 1. Sau đây ấp 2 sẽ ra mắt tranh tài với tiết mục Em bé chăn trâu. Quân thắng bại là chuyện thường. Dưỡng chính thở ra hoài làm tôi sốt ruột cầm canh. Chú Sáu, để cho ổng thở, đặng mà ổng sổ bớt quốc khí trong mình. Chú mà cấm hả, coi chừng ổng lên tăng xong mất công đưa đi bệnh viện nữa. Còn mày cứ đứng lên ngồi xuống hoài không chịu yên một chỗ làm tao mất dứt đầu á. Nó còn hy vọng tin giờ chót đó, đừng có cấm nó khóc mất công dỗ lắm mày. Hay ấp bốn tiêu rồi, thằng Tỏ nó cho ông Chính ăn thịt thỏ, mặt ổng như khỉ ăn hớt kìa. Con mùi nó cũng thụt đuôi luôn nữa, thấy cũng tội nghiệp ghê vậy đó. Thằng Tỏ giờ này chắc nó đang hú hí với công chúa Thủy Tề. Em gái mùi rốt cuộc cũng lọt về tay cậu ba. Đúng rồi. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu tiết mục dự thi của ấp 3. Vỗ tay tụi bay, vỗ tay. Dạ, đại diện ấp 3 khu chợ nhỏ. Dạ, tôi là nghệ sĩ và Mộng Ba. Trời ơi. Xin được thay đổi không khí bằng một liên ca khúc sôi động nước ngoài, đặc biệt dành tặng riêng cho một người con gái thùy mị dễ thương bên ấp 4, để gọi là Ai ơi giữ chút tình hèn, những khi tối lửa tắt đèn nhớ nhau. Xí, vô duyên, nhìn cái mặt không có ưa rồi. No.
còn kịp, chạy rút lên. Trời ơi, cặp giò tôi nó lạnh cống hả, không biết có chạy nổi không nữa. Nhanh lên đi bác tài, bắt kịp tụi nó đi, con rể tôi thưởng $100. Thôi nào mày bác Năm, mình làm gì con thấy xúc phạm em hồi quá bác Năm à. Nó xong quen, ở trong nhà này mami là tư lệnh, đứa nào mà nghịch mạng là mami kỷ luật thắng tay đó. Dạ, dạ cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Dạ, để đáp lại tấm chân tình của quý vị khán giả đã dành cho nghệ sĩ Mộng Ba. Dạ, Mộng Ba xin được đáp lại bằng cách là ca thêm một bài nhạc ngoại quốc nữa. Dạ, ca nữa hả, ca nữa. Đó, tụi bay thấy không? Khán giả tán thưởng tao y xèo luôn, tụi bay thấy không? Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời đại diện ấp 4 trình diễn tiết mục dự thi. Ấp 4, ấp 4 đâu? Ấp 4 đâu, ấp 4 đâu? Mời ấp 4 đi. Ông chính ông trốn đâu rồi, nam mặt đi. Ủa à, ấp 4 đâu mà ấp 4. Nhà mặt đâu, ấp 4, ấp 4 đâu? Chính đâu, ấp 4, nhà mặt đi. Tiếp tục thi diễn ông ta, ấp 4 kỳ cục à. Trời ơi, coi đó, tụi nó chọc quê tao kìa. Ông Chính ơi, chắc kiểu này con phải kiếm chỗ nào con độn thổ quá. Ông Chính ơi, nhục quá ông Chính ơi. Bậy, rủ rê tao ra đây bỏ tao không có được à nghe. Trời ơi. Ấp 4 đâu, sao không thấy ai la nó chạy ấp 4 đâu. Ấp 4 đâu, ấp 4 đâu, ấp 4 đâu. Thôi nóng mặt rồi nghe ngọ. Ông bẻ cẳng tao tao cũng lên nữa. Ấp 4 đâu. Ấp 4, ấp 4, ấp 4 có mặt. Trời ơi, sao mà vỗ tay. Trời ơi trời, bà giết tôi rồi trời. Đại diện ấp 4, tôi xin dự thi bài hát tự chọn. Sao anh không sang nhà em? Biết đâu câu chuyện làm quen. Bà mẹ quý anh đề nghị tụi mình bà cho hai đứa nên duyên. Em ơi, ông Ngô, nhà em dễ gì anh được làm quen. Tóc anh tóc 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 tóc. Trời đất ơi tóc, cái gì tóc luôn quên rồi. Ông ơi ông, ông có nhớ cái chữ tóc là cái gì dắt tôi có không? Quá bể, xuống đi. Xuống chứ làm dữ vậy. Ê, còn ông Chính đâu rồi, ông Chính đâu rồi. Trật tự, xin bà con giữ trật tự. Coi như thiếm sáo xệ đơn phương rút lui rồi. Vậy là ấp 4 coi như bỏ cuộc. Dạ đâu có bỏ cuộc đâu. Có ấp 4 đây. Đây nè, bỏ cuộc rồi nào, ai nói bỏ cuộc vậy trời. Mô Phật trời ơi, tao tỉnh ra tao mê đấy bay. Dạ, con xin lỗi cô bác và các bạn. Xin lỗi ban tổ chức, ấp 4 chậm trễ vì lý do kỹ thuật. Quỷ, không giỏi mà đi luôn đi. Mày làm khổ tao quá. Dạ, thôi đừng khóc. Con cũng xin lỗi ông Chính và anh chị em ấp 4. Tầm quyền đứa nào có nước chanh cho nó uống một miếng đi bây. Dạ được rồi được rồi. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay ấp 4 xin dự hội thi với một nhạc phẩm tự biên mang nhan đề Tôi Yêu. Bạn đợi chút bạn. Ê, cho mượn cái đàn đó. Tôi cũng mượn luôn. Hàng cầu thân thiết năm
tấm lòng chung thủy đến cho ngàn sau. Tên lãng dù đêm lại nhớ lối đi về. Ủa chú, nhỏ nào muốn men trên sân khấu vậy? Sao nhỏ mày không hỏi mà chỉ hỏi con nhỏ à? Cháu gái tao đó. Con ai hỏi hả? Ừ, mày thấy dễ thương ghê không? Trời ơi, cứ đứng gần anh Tỏ hoài sắc thương không có nổi. Bay trong gió con sông xanh xanh lơ, núi tôi lớn từ âu hờ. Tôi yêu quê hương tôi, tiếng chảy của đêm vang. Con trăng xanh xanh lơ, cho ai đó nhiều ước mơ. Sao ngừng giữa đường vậy Bác Năm? Cho mami nghe cái tiếng hát, cái giọng đứa nào mà nghe nó ngọt liếm mà. À đúng, giọng này hay quá Bác Năm ha. Giọng ca này sẽ là cứu tinh cho cái đàn hát của mami đây. Mr. con phải lập tức mời nó tới gặp mami nha, bất cứ bằng giá nào. Mời ngay đêm nay à? Chứ làm sao, để lâu nó vuột nắm được cái giọng ca này là mami chấp hết rồi. Đố đứa nào mà nó dám ở ẻ làm khó dễ mami á. Cơm nóng chờ trong bếp ngôi nhà tranh, đêm xuống màu thôn trang ngủ giấc yên lành. Nhưng mà cũng đủ cho nửa tiểu đội đóng quân, không có sợ thiếu chỗ nằm đó. Dạ, hội thi vui quá à. Con đi hát lâu rồi mà chưa lần nào thấy hào hứng như đêm nay vậy đó. Trời ơi, có điều hơi quải chút à. Hát thì dễ sợ quá mày. Phải chi bây giờ mà được ngủ thẳng cẳng một giấc là ve kêu luôn á. Ai không cho cậu em mày ngủ đâu. Có căn buồng trống đằng kia rồi, vô ngã lưng chút xíu đi. Đợi mợ Sáu bay hâm nồi cháo gà kêu ra ăn nghe không? Ê, trời ơi, cậu xá tiệc là điệu đàn nha. Con xin phép đi thăng một chút. Gì vậy? Ma hả? Không phải, phải ma. Ai? Bà nào? Bà này nè. Ủa, chị Năm. Ma. Đừng có ống ẹo nữa. Sửa soạn theo tao đi về Sài Gòn. Chị Năm. Chị em mình nói chuyện sao? Tôi bắt thằng qua tôi clip về để trị cái tội qua mặt tôi trước đã. Vô đây. Chuyện ấp phe vui vẻ thôi mà, anh đừng có lo, đừng có sợ. Vô đây. Dạ thưa Bác Năm, con đã mời được anh ca sĩ rồi Bác Năm. Sao? Nó là ca sĩ hả? Dạ, ảnh vừa nhận được huy chương vàng là con dẫn anh về đây liền. Thằng giết kêu vợ. Dạ, tại hai đứa tụi con thương nhau quá vì Năm mà. Dám nhà tao mà mày gạt hả? Không nhờ cái giọng ca của mày, tao đã bữa sợ mày ra làm dạ. Sao vừa nữa dạ. Kìa cô dâu xinh sao quá xinh, thật đẹp tôi vừa lưu. Mời đi xem đứa bước quen đường.
Nhất định kỳ này em gái Mùi sẽ hết chê cậu ba chợ nhỏ. À xin lỗi, cô không đi chia vui với người ta à? Xin lỗi, tôi... tại vì tôi có chút vui nào đâu mà chia. Còn thầy, chắc thầy ở Sài Gòn xuống đi đám cưới hả? Dạ không phải, tôi ở Canada về thăm quê hương. Nhân thể là coi có cô nào được cũng cưới vợ luôn. Chàng ơi, ở bên đó con gái đẹp thiếu gì, lại sang trọng nữa. Sao thầy không cưới, mắc chi về đây cho tốn tiền vậy? Con gái bên đó đúng là không thiếu, nhưng mà mẹ tôi ước là có một nàng dâu mặt bà ba, đội nón lá, biết nấu canh chua với lại cá rô kho tộ. Nhưng không lẽ thầy chịu cưới một người vợ thô kệch quê mùa hả? Có xa quê hương mới thấy những gì một mạc của quê hương là đẹp, là cao quý đó cô à. Cô có vui lòng cho phép tôi được đưa cô đi dự đám cưới không? Chàng ơi, đám cưới người ta dính dáng gì tới tôi đâu mà tôi dự. Dù sao cũng là chỗ cùng làng cùng xóm, mình nên đi để học hỏi, để rút kinh nghiệm rồi là sau này. Thôi, tôi đi với Việt Kiều á, người ta chỗ tôi dữ lắm à. Chứ lỡ mai kia rồi cô lấy chồng Việt Kiều rồi cô cũng sợ người ta chỗ cô à. Nè, đi với tôi cho có đôi có cặp, có gì đâu. Thôi, không nắm tay được đâu, kỳ lắm. Đúng rồi đó, tôi thấy kỳ thiệt đó. Khi khổng khi không là từ cái xứ nào nhảy vô đây rồi cái tính phỏng tay trên người ta. Kỳ quá. Cô Mùi à, cô Mùi ơi, tôi muốn nói với cô là đây là một bó hoa đính kèm với lời tỏ tình từ một trái tim bốc lửa. Chờ chút xíu cậu ba. Cô đi đâu? Tôi đi kêu xe cứu hỏa. Chèn ơi, đặng mà chữa cháy chứ. Thôi nó nghe nè, ông bạn Việt Kiều mình đi ha. Chứ ông đây là đây hả? Cậu ba chợ nhỏ, chủ trại dê danh tiếng nhất vùng này đó mà. Thôi đi đi, mình đi. Gì? Ủa gì kỳ vậy? Không phải, cậu ba nuôi khỉ chứ nuôi dê hồi nào đâu mà nói chủ trại dê. Chồng lái máy cài, đám cưới ngồi xe máy cài cũng thú vị chứ, phải không em? Dạ, mai mà anh lấy máy cài, chứ lỡ anh lái xe ba gác, chắc nãy giờ em đã ói tới mực xanh rồi đó. Nè, mai mốt bà Năm bà giải tán gánh hát chui, cái anh chuyển qua ngành chạy xe ôm, đám cưới tụi mình toàn là xe ôm, sơn lắm. Thôi, không được. Đề nghị anh ha, đề nghị anh chạy xe hủ lô là chắc cú container đi cũng được nữa. Thượng sao rốt cuộc chị cũng ưng thằng Việt Kiều dởm mà. Nó Việt Kiều dởm nhưng mà giọng ca nó xịn, mình làm nghệ thuật mà không ưng nó còn ưng ai. Kìa cô dâu xinh sao quá xinh.